Chào mừng tất các bạn đã trở lại với kênh Tin Tức Nóng Trọn Lòng ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây, thì mình sẽ mang đến cho các bạn những phần tin thú vị hấp dẫn có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của mọi người nữa, chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Tỉnh biên giới Nga tiếp tục bị tập kích trong đêm. Tỉnh trưởng Belgorod Vyacheslav thông báo khu vực này tiếp tục bị tập kích trong đêm, song chưa ghi nhận thương vong. Vyacheslav, tỉnh trưởng tỉnh Belgorod giáp biên giới Ukraine, ngày 26 tháng 5 thông báo 5 quận trong tỉnh liên tục bị máy bay không người lái UAV và đạn pháo cối tấn công, trong đó làng Kozinka trúng hơn 130 quả đạn các loại. Ông Lakov cho hay chưa ghi nhận thương vong về người, song cho biết một đường ống khí đốt và đường dây điện trong khu vực đã bị hư hại do trận tập kích. Một số người dân và cửa hàng cũng bị thiệt hại. Lakov nói thêm các đơn vị ứng phó khẩn cấp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tỉnh Belgorod gần đây liên tục hứng chịu các cuộc tập kích, được đánh giá là có quy mô và táo bạo nhất kể từ khi Nga mở chiến sự ở Ukraine hồi tháng 2 năm 2022. Các đợt tập kích cũng diễn ra trong bối cảnh quân đội Ukraine chuẩn bị tiến hành chiến dịch phản công lớn. Tần suất các cuộc tập kích nhằm vào tỉnh Belgorod có thể buộc Nga điều quân khỏi tiền tuyến ở Ukraine để bảo vệ khu vực biên giới, khiến tuyến phòng thủ bị dàn mỏng. Tại thành phố Ranovda ở miền nam Nga, hai UAV cũng gây hư hại cho một số tòa nhà trên đường Mokaya, nhưng các cơ sở hạ tầng trọng yếu không bị ảnh hưởng. Vinyamin Koratiev, thống đốc vùng Ranovda, xác nhận không có dân thường thương vong trong vụ tấn công. Quân đội Nga sau đó đã phóng tên lửa vào các mục tiêu ở thành phố Dnipro, miền trung Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay một phòng khám ở thành phố đã bị phá hủy, khiến một người thiệt mạng, 15 người bị thương. Tướng Mỹ nói Ukraine khó sớm giành lại lãnh thổ. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Milley tuyên bố Nga sẽ không thắng ở Ukraine, đồng thời cảnh báo Kiev khó có thể sớm giành lại lãnh thổ. Về mặt quân sự, Nga sẽ không thắng trong cuộc chiến này, đại tướng Mark Milley nói với phóng viên sau khi kết thúc cuộc họp trực tuyến của các quốc gia ủng hộ Ukraine hôm 25 tháng 5. Các mục tiêu chiến lược ban đầu của Nga, trong đó có lật đổ chính phủ ở Kiev, đều đã và sẽ không thực hiện được. Bình luận của ông Milley nhấn mạnh dự báo cuộc chiến ở Ukraine kéo dài, không bên nào có thể giành được chiến thắng và không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra. Ông thêm rằng, hàng trăm nghìn binh sĩ Nga ở Ukraine sẽ khiến Kiev khó đạt được mục tiêu giành lại toàn bộ lãnh thổ trong thời gian tới. Điều đó có nghĩa giao tranh sẽ tiếp tục, đẫm máu và rất khó khăn. Đến một lúc nào đó, hai bên sẽ đàm phán để giải quyết hoặc sẽ đi đến quyết định quân sự, ông cho biết thêm. Mỹ dẫn đầu việc thúc đẩy hỗ trợ quốc tế cho Ukraine, nhanh chóng thành lập liên minh hỗ trợ Kiev sau khi Nga mở chiến dịch hồi tháng 2 năm 2022 và điều phối viện trợ từ hàng chục quốc gia. Các nước ủng hộ Ukraine đã cung cấp gần 65 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho nước này, theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin. Nhà Trắng tuần trước thông báo Mỹ sẽ hỗ trợ việc cung cấp máy bay chiến đấu tiên tiến, trong đó có F-16 cho Ukraine. Tại cuộc họp ngày 25 tháng 5, các bên thảo luận kế hoạch đào tạo phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, bao gồm cả F-16. Ông Austin nói với phóng viên, lưu ý rằng, việc lập kế hoạch và thực hiện khóa đào tạo này sẽ là nhiệm vụ quan trọng. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết một quỹ có thể được thành lập đóng góp tài chính, hỗ trợ nỗ lực từ các quốc gia không có F-16 hoặc hỗ trợ trực tiếp cho việc đào tạo, bảo trì hoặc duy trì. Giải thích cho việc ủng hộ cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine ở thời điểm này thay vì sớm hơn, ông Milley nói ở giai đoạn đầu xung đột cần dành ngân sách cho các nhu cầu cấp thiết hơn, trong khi việc xây dựng lực lượng không quân của Ukraine là nỗ lực lâu dài. Sẽ mất đáng kể thời gian để xây dựng lực lượng không quân của phạm vi và quy mô cần thiết, ông cho hay. Mỹ nói có thể tốn 2 tỷ USD chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine. Lầu Năm Góc cho biết để chuyển 10 tiêm kích F-16 cho Ukraine. Mỹ cùng đồng minh cần 2 tỷ USD để mua khí tài và duy trì vận hành. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 25 tháng 5 cho biết hai đồng minh châu Âu là Đan Mạch và Hà Lan đã quyết định tiên phong trong xây dựng kế hoạch huấn luyện phi công Ukraine vận hành tiêm kích F-16, trong khi các quốc gia khác cam kết hỗ trợ. Na Uy, Bỉ, Bồ Đào Nha và Ba Lan đã đề nghị đóng góp cho chương trình đào tạo phi công. Chúng tôi mong đợi thêm nhiều nước sẽ tham gia sáng kiến quan trọng này, ông Austin nói.
Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, cho hay các nước sẽ chuyển giao 10 tên kích F-16 cho Ukraine, đồng thời tính toán chi phí của nỗ lực này. Cần 1 tỷ USD để mua số tên kích đó. Việc duy trì hoạt động mất thêm 1 tỷ USD, do đó cần 2 tỷ USD cho 10 chiếc F-16, ông nói. Tiêm kích đa năng F-16 do General Dynamics phát triển từ những năm 1970, được Mỹ và các đồng minh sử dụng. Mỗi chiếc F-16 có giá khoảng từ 30 đến 35 triệu USD tùy biến thể, nhưng khách hàng có thể trả nhiều hoặc ít hơn dựa vào số lượng đặt mua, điều kiện kinh tế, chính trị và các yếu tố khác. Khi được hỏi liệu Quốc hội Mỹ có hỗ trợ kinh phí cần thiết để Ukraine nhận tiêm kích F-16 hay không, Bộ trưởng Austin nói, đây là nỗ lực quốc tế. Đồng nghiệp của chúng tôi đang tìm cách thành lập quỹ để các nước khác có thể đóng góp cho nỗ lực chung. Tôi hy vọng Quốc hội Mỹ sẽ ủng hộ, ông Austin cho biết. Tướng Milley cùng các chỉ huy quân sự Mỹ khẳng định tiêm kích hiện đại không phải chìa khóa để Ukraine thay đổi cục diện xung đột với Nga. Không có loại nào được gọi là vũ khí thần kỳ. F-16 hay bất cứ vũ khí nào khác cũng vậy, ông Milley nói. Quan chức Nhà Trắng ngày 20 tháng 5 cho biết, Tổng thống Joe Biden cam kết hỗ trợ các đồng minh cùng đối tác đào tạo phi công và chuyển giao tiêm kích F-16 cho Ukraine. Liên minh các quốc gia tham gia nỗ lực nói trên sẽ quyết định thời điểm chuyển giao tiêm kích, số lượng mà bên cung cấp. Quyết định của Mỹ được đánh giá là đặc biệt quan trọng do các đồng minh cần Washington phê duyệt việc tái xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự sang nước thứ ba, trong đó có tiêm kích F-16. Mỹ dẫn đầu liên minh viện trợ quân sự cho Ukraine sau khi chiến sự với Nga bùng phát hồi tháng 2 năm 2022. Phương Tây đã chuyển tới Ukraine lượng vũ khí trị giá hàng chục tỷ USD, trong đó có xe tăng chủ lực, thiết giáp, tên lửa phòng không và tên lửa hành trình tầm xa. Tuy nhiên, Mỹ từng phản đối cung cấp tiêm kích tiên tiến cho Ukraine do lo ngại tiến trình kéo dài và tốn kém, cũng như khiến căng thẳng với Nga leo thang. Washington gần đây đổi ý khi các đồng minh phương Tây và Kiev tăng sức ép để Mỹ chấp nhận chuyển giao F-16. Đêm không ngủ của người Việt ở Nhật sau vụ nổ súng đâm dao. Khi trực thăng cảnh sát vần vũ trên đầu vây bắt nghi phạm nổ súng, đâm dao giết 4 người ở Nakano, anh đang đóng cặt giữa nhà, mất ngủ cả đêm. Chiều tối ngày 25 tháng 5, Nguyễn Hải Đăng, 30 tuổi, phiên dịch viên người Việt làm việc cho một công ty ở Nakano, tỉnh Nagano, Nhật Bản, đang trên đường trở về nhà thì nhìn thấy xe cảnh sát, xe cứu thương chạy đầy đường. Điện thoại của anh cũng liên tục đổ chuông, các đồng nghiệp tới tấp gọi để hỏi han tình hình. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đang đọc tin tức trên điện thoại và nhận ra có một vụ đâm dao, nổ súng tại khu vực cách nhà anh chỉ khoảng 500m. Nam nghi phạm ngoài 30 tuổi đã dùng dao sát hại một phụ nữ, sau đó dùng súng bắn chết 2 cảnh sát tới hiện trường, rồi bắt con tin và cố thủ trong một ngôi nhà. Nạn nhân thứ tư tử vong trong đêm đó. Cảnh sát đã triển khai lực lượng đông đảo tới hiện trường để truy bắt nghi phạm. Cư dân trong bán kính 300m xung quanh nơi nghi phạm cố thủ được yêu cầu sơ tán, trong khi toàn bộ người dân thành phố Nakano được khuyến cáo ở trong nhà cho đến khi an toàn. Cuộc vây ráp được tiến hành suốt cả đêm 25 tháng 5. Khi định thần, tôi lập tức về nhà với vợ con, đóng chặt cửa theo khuyến cáo của giới chức. Khi đó, cả ngày nghe thấy 2 phát súng lớn, cả đêm trực thăng vần vũ trên bầu trời không thể ngủ được, đang nhớ lại. Nakano là nơi có đông đảo người Việt sinh sống và làm việc. Nhiều người Việt rất bất ngờ và lo lắng khi nghe tiếng còi cảnh sát inh ỏi tại vùng thôn V vốn rất yên tĩnh. Tôi và mọi người hay tin về vụ giết người khi đang làm trong xưởng. Ai cũng hoảng loạn vì sự việc như vậy chưa từng xảy ra ở vùng này. Hà My, 22 tuổi, thực tập sinh người quản trị đang làm việc tại Garano nói. Khi tan làm, My đã không dám về nhà do lo sợ nghi phạm có thể thoát khỏi vòng vây của cảnh sát. Trinh, người Việt làm việc tại xưởng đối diện cho biết, cảnh sát đã phong tỏa một tuyến đường xung quanh nhà. Ở một mình nên tôi rất sợ, phải đeo tai nghe để ngủ, cô nói. Nguyễn Mai, 30 tuổi, nội trợ ở Nakano cho hay, hai vợ chồng đã phải liên tục cập nhật tin tức từ truyền thông cả đêm khi chiến dịch truy lùng nghi phạm của cảnh sát diễn ra. Đây là sự việc rất lớn, nhà lại có con nhỏ đang đi nhà trẻ, nên chúng tôi rất lo lắng, Mai cho hay. Đến khoảng 4 giờ 30 ngày 26 tháng 5, cảnh sát bắt được nghi phạm bên ngoài khu trang trại gần thành phố Nakano. Anh ta được xác định là Masanoshi Aoki, 31 tuổi, con trai người đứng đầu hội đồng thành phố. Sau khi gây án, Aoki đã cố thủ trong nhà của bố trong nhiều giờ cùng với con tin. Đây là trường hợp tội phạm bạo lực hiếm hoi ở Nhật Bản, nơi tỷ lệ giết người thấp và lực súng đạn nghiêm ngặt nhất thế giới. Giám đốc Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia Kiyoshi Tani cho biết, nghi phạm đã được Ủy ban tỉnh cấp phép sở hữu súng săn và súng hơi. Tôi rất ngạc nhiên khi biết nghi phạm là con trai chủ tịch hội đồng thành phố.
tôi từng nói chuyện với anh ta hồi năm ngoái khi đến thăm nhà ông chủ tịch. Đó là một thanh niên bình thường, chuyên tâm làm nông, gia đình cũng không có gì bất hòa, một người hàng xóm nói với truyền thông Nhật ở trung tâm sơ tán. Sự việc càng làm tăng nỗi bất an trong dư luận Nhật Bản, nên được coi là một trong những quốc gia an toàn hàng đầu thế giới. Người dân nước này tháng 7 năm ngoái đã chấn động vì vụ ám sát cựu thủ tướng Shinzo Abe bằng súng tự chế. Hồi tháng trước, thủ tướng Fumio Kishida cũng bị tấn công bằng bom ống khi vận động tranh cử thành phố miền Tây Wakayama. Cảnh sát chưa xác định động cơ của nghi phạm Masanoshi Aoki trong vụ tấn công ngày 25 tháng 5. Nhiều người Việt tại Nakano thở phào khi biết nghi phạm đã bị bắt và cộng đồng đều được an toàn, nhưng cho hai quan điểm về một nước Nhật bình yên tuyệt đối đã bị lung lay sau sự việc. Trong 8 năm sinh sống ở Nhật, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh tượng như vậy. Tôi đã nghĩ rằng vùng thôn quê sẽ thanh bình hơn, anh Đăng nói. Nhật có mức độ an ninh cao vì người dân luôn tuân thủ quy định. Nhưng ngược lại, khi họ bức xúc thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra, Chinh cho biết. Bản tin thứ 5 cũng như là bản tin cuối cùng trong video tin tức của mình ngày hôm nay là một khoản tin khá là gọi là ý mình nghe một món ăn khá là lạ ở Đài Loan. Nghe tới mình cũng hơi nổi da gà đấy. Để biết được bản cái món ăn nào á để làm cho mình nổi da gà. Nghe tới tên nổi da gà thì chúng ta hãy bắt đầu đến với bản tin cuối cùng trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Món mì bò biển gây chú ý ở Đài Loan. Một tiệm mì ramen ở Đài Bắc, đảo Đài Loan gây chú ý khi bán món mì ăn kèm con bò biển, loài sống sâu dưới đáy biển. Tiệm mì Ramen Boy ở Đài Bắc, đảo Đài Loan hồi đầu tuần đăng lên Facebook giới thiệu món mì ăn với bò biển khổng lồ. Họ mô tả thịt của con vật này có vị giống như cua và tôm hùm. Cửa hàng cho biết bò biển này là nguyên liệu trong mơ và nó thường được tìm thấy ở độ sâu ít nhất là 167m ở Đại Tây Dương. Mỗi bát mì bò biển có giá khoảng 48 USD với phần thịt đã được tách sẵn, còn phần vỏ của con bò chỉ được đặt lên trên để trang trí. Con bò biển này có tên khoa học là Bathynomus giganteus, cùng họ với tôm cua. Chúng ít khi được đánh bắt để tiêu thụ thương mại vì sống sâu dưới đáy biển. Tuy nhiên, bò biển đôi khi cũng được tìm thấy trong các món ăn ở Nhật Bản. Năm 2015, một công ty Nhật Bản sản xuất bánh từ con vật này. Trong bài đăng của Ramen Boy, hiện thu hút hơn 11.000 lượt thích cùng hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ. Nhiều người tỏ ra ái ngại với món ăn này. Tôi đã nghe nói rằng thịt của loài bò biển này rất ngọt, nhưng tôi sẽ bỏ qua. Một tài khoản bình luận, tài khoản khác nói rằng trong món ăn quá đáng sợ. Một người dùng mạng xã hội còn chỉ trích món ăn này ảnh hưởng tới hệ sinh thái biển, cho rằng không phải loài vật nào cũng nên bỏ vào miệng. Tuy nhiên, đại diện của cửa hàng Ramen Boy vẫn tự tin về món ăn, cho rằng nó đã để lại ấn tượng lớn với mọi người. Sau khi nghe xong bản tin đó, liệu cả nhà có dám ăn cái món ăn độc lạ đó hay không? Hãy để lại ở dưới phần bình luận để cho mình biết ý kiến của các bạn nhé. Hãy cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký cũng như là bật chuông để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ thì thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay thì mình xin cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn vào những chương trình lần sau.